bệnh nhân nam 77 tuổi, bị đau bụng 2 tuần, trướng bụng, ăn kém, sụt 6kg trong 1 tháng, đi khám phát hiện ung thư đại tràng. Cách đây vài tháng, triệu chứng tăng dần, gia đình đưa ông đến trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra. Kết quả chẩn đoán tắc ruột do u đại tràng góc lách, u gan đa ổ, chỉ định cắt đoạn đại tràng mang u, làm hậu môn nhân tạo. Sau mổ, bệnh nhân chuyển trung tâm y học hạt nhân và ung biếu điều trị tiếp. Bác sĩ Phạm Cẩm Phương, giám đốc trung tâm y học hạt nhân và ung biếu cho biết, bệnh nhân phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn muộn có biến chứng tắc ruột kèm phi đại tiền liệt tuyến. Sau năm đợt hóa chất, người bệnh tăng 3 kg, không đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Hiện bệnh nhân tiếp tục điều trị hóa trị bổ trợ. Ung thư đại trực tràng là một trong những ung thư đường tiêu hóa hay gặp trên thế giới và Việt Nam, tăng nhanh qua từng năm. Ghi nhận từ tổ chức ung thư toàn cầu, hàng năm Việt Nam phát hiện hơn 14.000 ca mắc mới và hơn 7.500 ca tử vong do ung thư đại trực tràng, đứng thứ năm trong các ung thư phổ biến sau gan, phổi, dạ dày và vú. Dự báo đến năm 2025, ung thư đại trực tràng thường gặp thứ hai ở nam giới và thứ tư ở nữ giới. Ung thư đại trực tràng thường xuất hiện ở người tuổi trên 50, tuy nhiên vài năm gần đây, bệnh nhân ngày càng trẻ, có người tuổi 20 đến 30. Bệnh liên quan mật thiết tới chế độ ăn uống và sinh hoạt. Triệu chứng cảnh báo là đi ngoài ra máu, rối loạn thói quen đại tiện, viêm kích thích trực tràng, tắc ruột. Ung thư này nếu được phát hiện giai đoạn sớm có thể cắt qua nội soi hoặc phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ở giai đoạn sớm, tỷ lệ bệnh nhân sống sau 5 năm lên tới 85 đến 90%. Chia sẻ về bệnh ung thư đại trực tràng, bác sĩ Đỗ Huy Hùng, khoa nội soi thăm dò chức năng bệnh viện Ca Tân Triều cho biết. Ung thư đại tràng thì có rất nhiều nguyên nhân và có thể là yếu tố di truyền, yếu tố gen, các bệnh lý của polyp đại tràng, u tuyến đại tràng thì hoàn toàn là những yếu tố nguy cơ có thể phát triển lên thành ung thư. Thì thường ở giai đoạn muộn khi mà bệnh nhân có các triệu chứng như là tắc ruột, đi ngoài ra máu hoặc là, là bệnh nhân gây sút cân. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân có các triệu chứng như là đầy bụng, chướng hơi, đau bụng, rối loạn tiêu hóa đi ngoài đi lòng, thì hoàn toàn bệnh nhân có thể đến với bác sĩ để khám và có thể nội soi đại trực tràng, có thể phát hiện sớm là các tổn thương và giúp cho bác sĩ có thể đưa ra cái phương án điều trị cho bệnh nhân tốt hơn. Về điều trị của ung thư đại tràng thì tùy thuộc vào cái giai đoạn của bệnh. Thì khi mà bệnh nhân đã phát hiện giai đoạn sớm thì hoàn toàn có thể được can thiệp qua nội soi, đặc biệt là nội sầu mềm thì bệnh nhân có thể được can thiệp ngay trong ngày và có thể ra viện trong khoảng 1 đến 2 ngày. Khi mà bệnh nhân ở phế liệu sợ muộn ấy, thì bệnh nhân sẽ phải điều trị phẫu thuật hoặc là điều trị hóa chất, dùng thuốc hoặc tia sạng tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh và tùy thuộc vào từng cá thể của người bệnh. Bác sĩ khuyến cao đối với người bình thường, thời điểm nội soi tầm soát bắt đầu từ 45 đến 50 tuổi. Người có tiền sử gia đình bị đa polyp, có yếu tố di truyền, cần nội soi sàng lọc sớm từ 12 đến 20 tuổi. Trường hợp không phát hiện polyp đại tràng, có thể nội soi định kỳ 3 đến 5 năm. Bệnh nhân phát hiện polyp cần nội soi cắt và kiểm tra định kỳ từ 6 đến 12 tháng. Những người có tiền sử viêm đại tràng, dạ dày mãn tính, trong gia đình có người thân từng mắc ung thư đường tiêu hóa, thực quản, dạ dày, đại trực tràng hoặc có triệu chứng sụt cân không do lý do, táo bón, đầy bụng, đi tiểu và đại tiện ra máu, ói ra máu nên đi khám ngay để tầm soát, phát hiện và điều trị kịp thời. <laughs>